Còn hiện tại là tôi muốn chốt lại với chị là tổng số tiền chị đóng cho bên đó là bao nhiêu rồi? 315 triệu ạ. 315 triệu rồi chứ không phải là 60 triệu. Rồi có cái vấn đề gì nhỉ? Của chị là liên quan vấn đề gì? Nhưng mà vào trong đấy là làm cái gì? Là vô đấy là đánh bài đúng không? Thế thì làm cái gì trong đấy? Cược cái gì? Là tại
hai đơn ba đơn trước thì mình làm công việc công việc ra, thì bây giờ nhóm này họ cũng có nhiều người và như thế, và với cả rất là số tiền của họ nhiều hơn số tiền của mình rất nhiều. Chắc không sao, hay là em lại nạp đơn 30 triệu, em đã nạp đơn 30 triệu thì em cũng đi vay về em nạp nạp vào thì lại họ lại giao nhiệm vụ, à không không giao, lần này lại không giao nữa, 30 triệu thì là họ không giao nữa, họ bảo là đây vừa nãy thì có đơn 30 triệu đấy, nhưng mà bây giờ em sợ quá không không có đơn 30 triệu rồi, thế là em cũng sợ, thế là em về em ra em rút rút đấy tiền trong app ra. Nhưng trước khi trước trước đấy thì em đặt em chơi em chưa vào chơi thì họ giới thiệu là mình có thể làm vào thì mình có thể rút ra lúc nào cũng được, họ bảo thế. Là đến khi đợi một nạp đơn 30 rồi thì em lại em họ bảo là không có nữa, thế là em tự động em rút về, thì nhưng mà rút về thì tiền lại không về tài khoản của em, không về, thế là mất mất số tiền ở trong app kia là bị rồi, nhưng mà không còn cái số tiền trong app ấy nữa, thế là em có hỏi họ vì sao lại tiền trong app ấy, mình rút về sau tài khoản không về tài khoản mình, không về tài khoản mình mà không về tài khoản mình, thế họ họ bảo là cái này là không được tự ý, không được tự ý rút, nếu mà tự ý rút thì nó sẽ không 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 được tự ý rút, phải cho công ty chấp thuận thì mới được, nghĩa là được một cô kia giới thiệu là phải qua cô xử lý rồi mới được được rút về, thế là số tiền trong đấy còn bên, thế là bây giờ bà muốn lấy được tiền thì phải phải nhanh lên, không thì lại mất tiền đấy, phải phải làm để bù vào để số tiền mình xong kia hiện lên, nếu không thì nó sẽ mất đấy. Thế là em lại xuống cuồng lên, em lại đi vay, tại vì sợ 30 triệu kiếm mất, khi mà em cuối cùng lên em lại đi vay và cho 30 triệu nữa, thế là vay các chị 30 triệu nữa. Thế sau đó thì khi mà em bù được đơn đấy là còn tổng hai cái đấy thì là 60 triệu, thì sau họ lại bảo là bây giờ không có đơn 60 đâu, chỉ có đơn đơn 880 với cả 100 thôi, 50, 80, 100 thôi. Thế là cho mình lấy đơn 50 đi. Thế là họ bảo là không, đơn 50 thì không được nhỏ hơn số tiền của mình mà phải lớn hơn. Nghĩa là họ cứ ép em đến phải một hoặc là 80 hoặc là 100. Thế là em bảo là em đi ăn thì em đi xin xỏ họ là giúp em thế này thế kia. Thế sau đó ông có một ông nữa, thì ông bảo là được rồi, để tôi giúp cũng sẽ rất khó đấy, để tôi đi báo cáo ở trên xem có cái đơn 60 không. Nhưng nói trước là không biết là có được hay không, nó rất là khó đấy, bảo thế. Thế sau đó thì em lại được họ nói như thế, gọi là xin. Thế là đến hôm sau thế là em có hỏi là thầy ơi có đơn 60 không, có giúp được em không, thế này thế kia. Thế xong họ bảo là được rồi, từ từ để tôi đi xin đã. Thế là ông đi xong tầm 15-20 phút họ lại bảo là thầy xin được đơn 60 rồi nhé, em chuẩn bị làm đơn 60 nhé. Thế là cho em vào một cái, thế là em vào làm nhiệm vụ của đơn 60 đấy. Thì ở trong đấy thì có cả bốn người vào trong một nhóm đấy làm nhiệm vụ. Thì họ lại khi trong thời gian làm nhiệm vụ thì là họ bảo là em làm sai, với một bạn nữa làm sai thao tác của họ, người ta bảo em là làm sai, thế là họ bắt em đền bù, lại bắt em đền bù 150 triệu nữa. Thế em bảo em không có tiền, cái 60 triệu kia là cả gia tài của em rồi, em bảo thế. Thế là em không có tiền bù đâu, thế thế là em cũng im lặng một lúc. Thế là người ở trong đó đấy dồn dập bảo em là họ nói chuyện với nhau và là bây giờ bằng cách bây giờ phải xin thầy giúp tôi thế này thế kia. Thế họ bảo là nhắn tin thầy giúp em, bọn em muốn lấy tiền về
Thế là ai cũng bảo như thế. Thế sau đó thì được rồi, tôi giúp. Tôi giúp. Thế là sau 2 phút thấy cái ông kia, ông lại nhắn lại, ông bảo là bây giờ chỉ bằng cách thế này, muốn lấy lại tiền phải bằng cách thế này. Bây giờ một chọn bù là 150, hai là chọn bù 250, các bạn chọn thế nào? Các bạn chọn thế nào? Thế là các trong nhóm thì em không có người khác, thì họ bảo là em thì em không có tiền bù, thì không có tiền bù nên cái này vẫn người khác họ lại nói là cái này phải bắt buộc bạn này, cái này bắt buộc một là còn hai là mất, họ bảo thế. Thế họ chọn, thế là thế họ chọn phương án một là 150 triệu. Thế em không nói gì cả, em đang xin thôi, không tại vì em không có tiền thì em không bình luận, em không có chuyện trong nhóm cả. Thế bắt đầu trong nhóm mọi người bảo bây giờ học nick Zalo của em là còn bây giờ học còn như thế nào, em chọn đi chọn cái gì, chọn thế nào, bắt buộc phải chọn cùng với cả nhóm, không thì một mình làm ảnh hưởng hết cả nhóm, họ nói như thế. Xong ông thầy cũng bảo thế, em làm sai, em phải bù cho, em phải bù cùng chịu trách nhiệm với cả nhóm, không thì cả nhóm không ai giúp được tiền gì cả. Thế là em có xin lỗi nhóm thế này thế kia. Thế sau đó thì xin lỗi. Thế xong là em cũng bảo là em không còn tiền nữa, không nhóm nữa. Lần nữa thầy thì giúp em với. Thế là ông thầy kia, ông phải bảo được rồi để tôi giúp. Bây giờ thế này nhá, cô đi sang bên trợ lý. Cô thì kia là gọi là trợ lý, hay là sang bên trợ lý bảo cô đi làm cho cái thủ tục của vay công ty. Tôi sắp nói với cô ấy là cho vay một bữa. Thế lúc đầu em bảo lúc đầu bảo là bảo em đi làm vay bên công ty thôi, nhưng mà em sẽ sang bên cô trưởng với cô chủ quản lý bảo là chỉ được vay tối đa là 30 triệu, 50 triệu thôi. Thế em bảo là em cũng nghĩ là cho vay thì chắc sẽ cho vay hết 150, và họ cho vay hoặc là cho vay 50 đến 30 đến 50 thôi, nên là không cho vay nhiều, không được. Nói chung là nó sẽ cho vay khoảng một nửa, còn một nửa lại bắt mình đóng vào, đúng không? Dạ vâng. Ừ, thôi bây giờ thế này đi. Tôi nghe nãy giờ thì tôi cũng đồng đồng cảm với chị, nên là tôi cứ để cho chị nói. Nhưng thực ra thì cái vấn đề này thì tôi đã trao đổi và cũng đã từng đưa lên trên kênh rồi, cái cảnh báo mọi người về cái thủ đoạn lừa đảo này. Nên là tôi nói với chị đây 100% là lừa đảo. Ban đầu tiên ấy, tôi nói đây là một cái này, nó đang thả con săn sắt bắt con cá rô. Thế nào? Nghĩa là nó đang mồi chị, lúc đầu là 150.000 vào thấy ham quá chơi thắng, 300.000 một triệu cũng thấy ham quá thắng lúc đầu. Sau đấy là nó bắt đầu nó dụ, nó nắm cái tâm lý của chị rồi, nó dụ dỗ chị và đưa chị vào những cái nhóm. Tôi nói thẳng luôn là những cái nhóm đấy toàn bộ là người của nó hết, cả 100 người như thế toàn bộ là người của nó, bởi vì nó là một tổ chức lừa đảo siêu to. Tôi nói với chị ở trong nhóm 100 người đó chỉ khoảng tầm 10 người thôi, mỗi người cầm lấy khoảng nắm 10 Zalo để tự nhắn qua nhắn lại, chị hiểu chưa? Chứ còn không phải là có 100 người trong đấy. Còn cái nhóm 4-5 người kia cũng như vậy, toàn là người của nó vẽ ra để nó rút tiền của chị. Ngay từ thời điểm đầu tiên 10 triệu rồi 30 triệu rồi 30 triệu nữa. Đây là cái hành động lừa đảo. Và cái ông kia mà chị gọi là thầy đấy thì cũng là trong nhóm đấy. Chỉ là vài đứa nó tự vẽ vời cho nhau mà. Bọn này rất trẻ, khoảng tầm 20 đến 25 tuổi đổ lại thôi. Nó đã lừa rất là nhiều người. Có những người bị lừa cả tỷ bạc về vì cái này rồi. Nếu như chị còn tiền chắc chắn chị sẽ bán nhà bán cửa đi, gửi cho nó 150 rồi 650, 750. Và không bao giờ có những cái đơn đấy. Cái này nó chỉ vẽ ra để cho dụ dỗ các chị vào thôi. Biết các chị là đang thất nghiệp, muốn thêm công việc làm, đánh vào cái lòng tham của các chị. Đấy, cái sự việc này thì vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi chị nữa là cái sự việc này nó diễn ra được bao nhiêu ngày rồi? Dạ, từ hôm thứ 7 ạ. Rồi lúc chị chuyển tiền cho chúng nó là cái tài khoản là một tài khoản hay nhiều tài khoản? Hai tài khoản ạ. Hai tài khoản ạ. Rồi tôi hỏi chị thêm nữa là
bị từ thứ bảy đến bây giờ thì chị đã đi trình báo công an chưa? Nhờ công an xử lý vì số tiền này rất lớn. Và cũng nói với các anh công an ấy là vừa rồi là em cũng được anh Triệu Quang Hùng anh ấy hướng dẫn lên đây để mà gặp các anh để xử lý, thì anh Hùng anh có nói là bây giờ phải dựa trên cái số tài khoản đó thì mới truy ra cái đầu mối xem là nó rút tiền đi đâu, hoặc là cái người mà nhận tiền đấy là cái ai, từ cái đầu mối đó mới biết được là cái đối tượng nó nằm ở vị trí nào mới khoanh vùng được. Đấy thì chị chịu khó chị đi lên đi xuống rồi nhờ các anh ấy, nhờ nhiệt tình một chút để các anh ấy xử lý. Còn tới đây có vấn đề gì nếu mà bên đó nó phản hồi là không xử lý được hoặc là đang gặp khúc mắc ở cái chỗ nào thì chị cứ gọi cho tôi vào số này. Trong nhóm nhóm kia ấy, từ khi em đến khi em phát hiện ra ấy, thì em tự tự biết là mình bị lừa ấy, thì đến bây giờ họ vẫn đòi tiền em, là bảo tiền em trả tiền phí trước khi rút tiền ở trong app ra là 93 triệu nữa, nhưng mà em biết là em bị lừa nên em không nạp nữa, nhưng mà bây giờ em vẫn kéo dài thời gian, không biết là không. Vấn đề đấy thì em có cũng được cần giúp ích được Cứ theo dõi ai xem là có cái manh mối gì trong đấy không, nhưng tôi nghĩ là sẽ không đâu, bởi vì tụi nó rất tinh vi. Bây giờ tụi nó còn lật ngược lại còn bắt chị trả tiền, bởi vì là giờ nó cứ kêu là chị đang còn nợ tiền của nó hoặc là chị đang còn nợ phí của nó, bọn này vừa ăn cướp vừa la làng ấy. Thì chị hiểu chưa? Nó đang đánh vào cái tâm lý của chị là bây giờ ấy nó sẽ đòi thêm tiền, và chị giờ chỉ cần là không đóng, không đòi được, không đóng tiền và không bị nó đòi nữa thì may mắn rồi đấy, nó còn đang dùng sử dụng cái tâm lý đấy, hiểu không ạ? Tâm lý. Ôi, cái việc này thì chị cứ 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 đợi xem là bên công an báo thế nào, xong đấy chị báo lại tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho chị trong một thời gian ngắn nhất, hy vọng là công an sẽ điều tra ra các cái đối tượng nhé. Dạ vâng. Thôi tình hình thế đã nhé. Dạ vâng. Rồi Sao mà kết quả em báo rồi 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 nhé. Dạ vâng, anh ạ. các anh chị thấy không ạ? Tôi vừa trao đổi với một cái cô bị lừa mất 300 triệu. Hiện tại là lừa đảo nó rất tinh vi và nó rất là manh động. Nó không sợ công an bởi vì nó biết rằng là công an cũng chẳng làm gì được chúng nó. Nhưng thực tế vấn đề làm được hay không thì các anh chị cũng có thể theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng. Tôi phải khẳng định là các đơn vị cơ quan điều tra đã bắt rất là nhiều đối tượng. Nhưng mà cái việc bắt ấy thì nó vẫn còn lẻ tẻ, chưa được nhiều. Bởi vì là cái số lượng lừa đảo nó quá lớn, đặc biệt là nó quá tinh vi. Chúng nó quá tinh vi. Đấy, thì hy vọng qua cái clip này các anh chị sẽ tỉnh táo, đừng bao giờ chuyển tiền cho bất kỳ ai. Đừng để người ta dụ dỗ, đừng để mình vào một cái cạm bẫy của người ta. Và tôi cũng như các video trước thôi, tôi hy vọng các anh chị vẫn chia sẻ cho tôi video này và cảnh báo đến nhiều người hơn. Một lần nữa rất cảm ơn các anh chị, các bạn. Và tôi cũng không muốn nói gì nhiều ở đây nữa, bởi vì các đối tượng này thì đã phân tích nãy giờ rồi, đúng không ạ? Nãy giờ rồi, các anh chị nghe, các anh chị có thể tránh được. Rồi, xin hẹn các bạn, các anh chị ở video sau. Xin chào và tạm biệt. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi. Và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.